Rồi, rồi, tình huống gì đây? Một bác máy xúc Kobayashi nó bị chui xuống một cái hố do chính mình đào ra rồi không thể lên được anh em ạ. Nó bị lún và giờ đang để quay để lên, nhưng mà rất tiếc là với trường hợp này thì rất là khó luôn, bởi vì không quay toa lại được. Để tự đào hố chôn mình nha anh em ạ. Anh em nào có giải pháp có thể đưa con máy xúc vào lên không? Lấy người đào, người ấy không thể đào cái quay toa cái quay lại được.